Xin kính chào quý vị và các bạn. Thang máy là một hệ thống rất quan trọng trong các tòa nhà cao tầng vì nó giúp cho việc vận chuyển con người và hàng hóa một cách thuận lợi. Tuy nhiên cũng không thể tránh khỏi sự cố nổ thang. Do vậy, việc kiểm soát vận hành cứu hộ thang máy là hết sức được quan tâm. Hôm nay tôi xin chia sẻ với quý vị và các bạn về quy trình cứu hộ thang máy tại các tòa nhà. Để cứu hộ thang máy, ta cần các dụng cụ sau: làm khóa mở từ cửa tầng ngoài, đèn pin và biển cảnh báo. Sau khi nhận được thông tin về sự cố thang máy, tôi nhanh chóng dùng Vitocom để liên hệ với trong cabin cho quan khách và báo cáo với các bộ phận để kịp thời cứu hộ. Sau khi đã đặt biển xong, chúng tôi nhanh chóng di chuyển lên vị trí thang để chấn an khách. Trường hợp thang bằng tầng nhưng cửa không mở, ta chấn an khách và dùng thang thì dùng khóa ngoài mở cửa để đưa khách ra ngoài. Khi lên buồng thang, tôi ấn nút reset cho thang. Nếu thang hoạt động bình thường trở lại, thì tôi lập biên bản báo cáo sự việc. Còn nếu thang không hoạt động trở lại, thì tôi sẽ gọi điện thoại báo nhà thầu thi công thang máy đến xử lý sự cố. Sau khi đã trấn an được khách trong cabin, tôi di chuyển nhanh lên buồng máy để thực hiện thao tác cứu hộ bằng tay. Bước đầu tiên, tôi ngắt điện cung cấp cho động cơ, cả điện động lực và điện của bộ cứu hộ. Hiện phương pháp cứu hộ bằng tay thì một người kỹ thuật viên nhả cần phanh và một người dùng cần tay quay cho vạch sơn đi lên đến gần bệ máy. Thì khi vạch sơn trên bệ máy và vạch sơn trên cáp trùng nhau thì đó là động cơ. Thì thang đã bằng tay. Kẹp mạnh nữa em ơi. Kẹp mạnh rồi. Đấy, làm. Khi vạch sơn trên cáp và vạch sơn trên bệ máy như này là thang đã bằng tầng. Sau khi thang đã bằng tầng, ta di chuyển nhanh xuống vị trí cabin mở cửa cứu hộ. Sau khi tôi di chuyển đến vị trí tầng có cabin, tôi dùng tay thanh gạt khóa mở tầng, cửa tầng. Kính thưa quý vị và các bạn, vừa rồi tôi vừa chia sẻ với quý vị và các bạn về các quy trình cứu hộ thang máy tại tòa nhà. Xin kính chào quý vị và các bạn.